hãng tin nổi tiếng nhất nước Anh, British Broadcasting Corporation, BBC, giám đốc điều hành, CEO Binan, ông Chan Yen Yao, CZ, và đài truyền hình NBN TV của Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi khẳng định rằng P-Network có giá trị vô song. Lời khẳng định của CEO Binan Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ảo Người sáng lập Binan tự tin nói rằng một dự án có số lượng người dùng lớn sẽ có giá trị mà ông gọi đó là giá trị tiện ích. Nếu một dự án hoặc thứ gì đó có nhiều người dùng, thì nó có giá trị, vì vậy đó là giá trị tiện ích. Vì vậy, nếu một dự án có hàng triệu người dùng, chúng tôi muốn những người dùng đó. Chan Zhen Giao không trực tiếp đề cập đến mạng ti, nhưng dựa trên mục tiêu được xác định trước của anh ấy mạng ti chắc chắn phải đứng đầu danh sách các dự án mà anh ấy có thể sớm tìm kiếm bởi vì mô tả về sở thích của anh ấy chắc chắn phù hợp với những gì mạng ti có và anh ấy chắc chắn sẽ sớm tham gia dự án chan yen giao thường được gọi là cz là một giám đốc kinh doanh người canada gốc hoa Gao là người sáng lập và chủ tịch của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch tính đến tháng 7 năm 2022. CZ đến từ Giang Tô, Trung Quốc và chuyển đến Canada từ rất sớm trong đời cùng gia đình. Ông hiện đang có trụ sở tại Singapore. Mạng Pi trên truyền hình BBC, nhà báo nói về sự cần thiết phải dự trữ ti. BBC Hosa một công ty con của tập đoàn phát thanh truyền hình anh BBC đã phát sóng một chương trình truyền hình hiểu về mạng ti và chuỗi khối do một chuyên gia về tiền điện tử người Nigeria ông Adamu Abuba phụ trách Adamu đã giải thích chi tiết về tất cả những gì về mạng ti và nhu cầu của những người tiên phong trong việc đặt trước số pi của họ đặc biệt là ở giai đoạn đầu của quá trình đổi hàng. Anh ấy kể lại kinh nghiệm của mình khi đầu tư vào Bitcoin trong giai đoạn đầu trì trệ của thị trường tiền điện tử vào năm 2012. Anh ấy không biết rằng Bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản tiền điện tử tương lai, trong tương lai gần nên anh ấy đã bán Bitcoin của mình vài tháng sau khi mua nó. Tuy nhiên, anh ấy đặc biệt khuyên những người tiên phong giảm các mục tiêu dài hạn của họ trên mạng ti, rằng anh ấy không thể biết liệu mạng ti sẽ thất bại hay thành công nhưng dựa trên số lượng người dùng của nó, mạng ti sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn. Đài truyền hình Hàn Quốc, NBN, truyền hình Pi Network Một đài truyền hình của Hàn Quốc, NBN TV cũng đã tham gia danh sách các nhà truyền thông tin rằng Pi Network có giá trị. Các máy chủ đã xác định mạng Pi, giải thích các giai đoạn khai thác khác nhau khi mới bắt đầu, được di chuyển sang mạng chính và cách xác minh KIC cũng được thực hiện. Newsway tin rằng Pi Network sẽ sớm lật đổ tiền điện tử số một thế giới, Bitcoin. Trong trường hợp bạn không biết, Mạng pi là một nền tảng nơi bạn có thể khai thác tiền điện tử từ android của mình ưu điểm chính là bạn có thể làm như vậy mà không cần sử dụng tài nguyên và không phải lo lắng về việc phải liên tục kiểm tra ứng dụng bạn chỉ cần bắt đầu quá trình một lần mỗi ngày để bộ đếm pi ti tiếp tục tăng với mạng pi bạn có một giao diện thực sự đơn giản cho phép bạn khai thác tiền một cách dễ dàng trên thanh ở phía bên tay phải có một nút bạn có thể nhấn để bắt đầu quá trình khai thác. Hãy nhớ rằng tốc độ tạo ra tiền tùy thuộc vào số lượng người dùng đã đăng ký với mã liên kết của bạn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất về Pi Network, chúc mọi người nhiều niềm vui.